Em xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục em lại về thêm được một cái dòng máy của hãng ThinkPad nhé. Dòng máy này là dòng máy X390. Đấy. Một dòng máy gọi là nói về hiếm thì cũng không phải là hiếm, nhưng mà nó cũng không có nhiều để mà mua quý vị ạ. Đó. Và nhất là những con nó đẹp như thế này. Đây quý vị nhìn này. Đó. Siêu đẹp luôn quý vị nhìn này. Đấy. Trên này thì của nó gần như là đẹp không tì vết luôn, quá đẹp long lanh nhá. Đấy. Đấy. Con này của nó là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn này. Đó. Đó. Hàng siêu đẹp. Đấy, đấy là phần trên nắp nhá. Tiếp đến chúng ta đi quan sát ở cái phần đằng sau này. Đấy. Đấy. Ở đây thuộc diện là gần như là đẹp không, gọi là không có gì để nói luôn. Đó. Quá đẹp luôn quý vị nhá. Và tiếp tục chúng ta lại đi xung quanh nhé. Quá ok quý vị ạ. Con này thì không phải suy nghĩ luôn. Đấy. Đó. Ok. Đấy. Con này thì ở đây là một cái cổng tai nghe này, cổng HDMI này, cổng USB này. Đấy, đây là cổng này, cổng dạng kết nối, đây là cổng kết nối ra bên ngoài nhé. Đấy, chắc là khả năng dùng ổ, kiểu ổ ngày xưa, ổ... SATA kiểu có dạng như là cái loại dây ổ ấy đấy. Bây giờ nói chung là có cái kết nối này quý vị kết nối vào thôi. Đây là cổng sạc Type-C nhá. Đó. Em xem bên này có những cái cổng gì nào. Đó. Bên này thì cái dòng mà X390 này đó, nó là một trong những dòng mà cải tiến rất là tốt về cái vấn đề về tản nhiệt nhá. Đấy, những cái hãng khác thì là yếu điểm tản nhiệt nó là nằm ở phần dưới đáy, thì con này nó đã nằm ở phần bên hông rồi. Đó, phần bên hông rồi. Đấy. Đây, ngoài ra nó còn có một cái tản nhiệt ở phần dưới đáy nữa nhé. Đó, riêng về tản nhiệt và độ mát thì ThinkPad nằm vua luôn. Đó, ThinkPad nằm vua luôn. Đó. Đây, bên này có cổng USB. Đấy. Nói về tại sao nó lại nằm vua về cái vấn đề tản nhiệt, bởi vì nó làm cực kỳ tối ưu. Đó. Cho nên là máy chạy lúc nào cũng mát nhé. Phần dưới này của nó thì phải nói siêu đẹp long lanh. Đấy. Đẹp như mới luôn. Đó. Mặt trên mặt dưới đẹp như mới luôn. Con này thì được hàng của các siêu thị nhé. Hàng của các siêu thị. Dòng này nó rất là hiếm cho nên là không có nhiều, quá nhiều hàng đẹp xuất sắc như các hàng khác. Đó. Quý vị lưu ý nhé. Đó. Rồi em sẽ mở máy bên trong ra. Ok ạ. Đấy. Bên trong máy đây. Bên trong máy gần như là cũng không có gì điểm chê cả, nhưng mà có một cái điều là những cái dòng máy này thì thường thường bên Nhật họ bán ra rất là ít, bởi vì cũng không hiểu tại sao họ bán ra ít nữa, bởi vì chỉ có một điều là họ khi mà đã bán ra thì một là máy nó kiểu như là luôn luôn có những cái độ bóng này. À, đây quý vị nhìn này. Đó. Gần như máy nào nó cũng như vậy đấy. Đây. Thì khả năng là họ rất là yêu quý những dòng này và họ sử dụng nó và họ cũng không muốn bán hay sao đấy, bởi vì những cái dòng này thì bên em luôn luôn săn và thỉnh thoảng mới có một hai con về thôi, thực sự là không có nhiều con về đâu quý vị ạ. Đó. Nó như dòng N390 thì về nhiều. Đó. Nhưng mà dòng này thì nó thuộc diện là đắt hơn và tìm nó cũng khó luôn. Đó. Một đặc điểm nữa là đây quý vị như này đấy, phím thì nó sẽ có hơi mờ bóng một chút nhé. Đó. Đây quý vị nhìn này, đấy, em dí sát đây. Đấy. Đó, đây này. Đó. Đó. Nói chung là nó gọi là bóng nhưng mà mình vẫn sử dụng bình thường, bởi vì em thấy cái độ bóng này của nó cũng chả vấn đề gì cả. Đó. Đó, đây. Đây, đây này, em quay sát vào để quý vị và các bạn xem để biết được cái độ bóng nó như thế nào. Đó, chữ ThinkPad còn rất là đẹp. Nói chung là đây thì còn khá là đẹp nhé. Đấy. Đấy. Con này thiết kế với bàn phím cực kỳ gọi là dễ nhìn nhé quý vị nhé. Đấy, bàn phím QWERTY. Đấy. Phần tiếng Anh để cho chúng ta sử dụng này. Các ký tự số 1, số 2, số 3, số 4 này. Đấy. 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 Các phím này. Các phím F1 này. Đấy. F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8, F9 này. Đấy. Chữ số và chữ cái nhé. Đấy. Chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Tất cả các win này em đã cài win để Việt Nam mình sử dụng như bình thường rồi. Đó. Giống như một máy tính bình thường. Đó.
Chứ còn để nguyên nhật thì mình lại phải sử dụng cái ký tự nhỏ nhỏ xíu ở phần dưới này. Đấy. Đấy. Nó nhỏ xíu ở dưới này. Đấy. Ok. Đây, bàn di chuyển còn cực kỳ đẹp nhé. Bàn di chuyển thì siêu LED luôn. Đấy. Siêu LED và siêu đẹp. Đấy. Nói chung là về tổng thể con này thì em thấy là nó cũng bình thường. Bên ngoài thì quá là đẹp rồi. Bên trong thì có một cái phần này nó hơi bóng một chút xíu thôi. Đấy, nói chung là chấp nhận được. Đấy. Còn ai mà cảm thấy mà muốn mà mua những con này thì gọi là độ mới nó rất cao thì chắc phải chờ thôi, bởi vì nó ít lắm. Và quý vị cứ search ở trên mạng biết là những con mà để mà đẹp như này cực hiếm luôn. Gần như không bao giờ có những con đẹp như này. Nếu mà để nói bên ngoài và đẹp long lanh như vậy. Và bên trong này đây thì ở cái màn hình này đây. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy. Quá đẹp. Thường thường họ hay nhập những cái con về, ví dụ như là chết rất nhiều các điểm ảnh này, hoặc là ví dụ bị nó gọi là bị gì nhỉ, bị phản quang nhiều này, bị phản quang nhiều này, hoặc là bị các cái đốm đen này, họ thường hay nhập được về như thế lắm. Chứ còn những con mà để mà nhập những con này thì phải đặt quý vị ạ, phải đặt về này thì nó mới được những con nó như thế này. Đấy. Đấy. Không không hiểu tại sao mà dòng này của nó lại hiếm đến mức như vậy. Đấy. Độ hiếm nó cũng rất là cao. Rồi ok ạ. Đấy. Vâng. Tiếp đến là em sẽ đi vào cái đi vào cái về cái phần cấu hình của em nó nhé. Đấy. Thì đây như quý vị biết đấy. Đó, về trước khi đi qua cấu hình thì đây em sẽ nói qua về cái màn hình này là màn hình 13.3 inch Full HD. Nói về thinh bác kể HD đã đẹp rồi. Full HD thì tuyệt vời luôn quý vị ạ nhé, không phải suy nghĩ. ThinkPad gồm có hội tụ các yếu tố như sau: một, nhất bàn phím; thứ hai, nhất về pin; thứ ba, nhất về màn hình. Đó. Và cái chất lượng của ThinkPad thì quá ok rồi, không phải suy nghĩ luôn. Đó. Độ bền quá cao. Đó. Vậy thì cái số lượng người thích đeo là như thế nào? Thì em cũng nói luôn là Dell nó là một cái thương hiệu rất lớn. Đấy. Cực kỳ lớn rồi. Và nếu mà để nói ThinkPad và Dell thì nó sẽ chiếm tới khoảng tầm gần như là 60% đến 70% thị phần. Đấy. Thì Dell sẽ chia ra là được số lượng là hai bên là sẽ gần như nhau. Đấy. Dell sẽ là 50% trong số đấy và ThinkPad cũng khoảng 50% trong số đấy, chứ không thể nói là ông ThinkPad ông hết cả và Dell cũng hết cả được. Những người thì thích Dell thì chỉ mua Dell, những người thích ThinkPad chỉ mua ThinkPad thôi. Và ai đã sử dụng ThinkPad rồi thì muốn sử dụng Dell thì có thể là sẽ chuyển sang để mua. Đấy. Nhưng mà những người mua Dell rồi cũng có thể chuyển sang ThinkPad để mua, nhưng mà họ sẽ thử xem là nó thế nào. Đấy. Và sau khi thử cũng có thể yêu quý cả hai. Đấy. Còn có những người thì nghiện ThinkPad luôn và không bao giờ rời sang ThinkPad sang hãng khác. Hoặc có những người dùng Dell thì không bao giờ mua sang hãng khác luôn đấy, thì nó có một cái quy luật tất yếu như vậy. Đó. À. Thì riêng về dòng X390 này nhá, cấu hình của nó đây, i5 8365, các con khác là 8265 hoặc 8250, con này lên 8365 rồi, và xung nhịp của nó lên tới 1.9 rồi nhá, chạy 8 CPU, RAM 8 GB, quá ok luôn rồi, con này không phải suy nghĩ luôn. Đó. Con này chạy một cái graphic onboard 620. Đó. Đó. Xe lên tới 4 GB RAM. Đó. Đó. Xe lên tới 4 GB. Đó. Đó. Đây này, 3969 này, xe lên tới tận 4 GB. Đó. Và màn hình là 1920 nhân 1080. Đó. Của nó thì con này của nó dùng con này của nó thì quá ok rồi. Đó. Đó. Nói về so cấu hình thì bảo tại sao con này của nó là 256 GB ổ SD 256 GB cho tốc độ rất là cao. Đấy. Con này thì cấu hình siêu VIP rồi đấy. Em cũng có rất nhiều khách hàng đặt em cái này nhưng mà em cũng không ghi sổ sách gì cả. Đấy, thì thôi em bảo có, vì căn bản là liên quan đến việc là hàng về nó có được như ý khách hay không, rồi nó thế này thế kia hay không. Thì ví dụ như nếu là hàng mới thì em nhận ngay, nhưng mà nó là những dòng hàng người ta dùng rồi cho nên em sẽ không nhận của ai. Rất nhiều bác khách bác đặt bảo em ơi đặt cho anh con này để anh đặt tiền luôn cho em, nhưng mà em không dám nhận bởi vì nhận như thế nó phức tạp lắm, nên lúc mà về xong rồi không ưng thì lại nỡ việc của người khác, thế cho nên là em cũng không nhận của bác nào nữa. Đấy. Đấy. Thợ thuyền thì em vẫn nhận bởi vì thợ thì khác, ví dụ như là thợ thì
Thì họ mua cả một lô luôn, không cần biết là nó xấu hay nó đẹp, không cần biết là như thế nào đấy. Thì các cửa hàng đặt nhà em nó như thế, tức là họ đặt cho em là 10 cái máy này chẳng hạn, thì cả 10 cái máy này em cũng không, nhiều lúc em không cần phải bỏ ra xem nó là như thế nào đấy, cứ nguyên như thế, thế là đúng tên thôi là họ nhận. Còn về như thế nào hay không là bên em còn không cần quan tâm, cũng không cần biết cả đó. Tại vì thợ thuyền là họ tất cả những cái đấy là họ biết hết rồi đó. Dạ vâng đấy. Thì con này thì là dòng X390 nhá. Đấy, dòng X390 đây quý vị nhìn này. Nói chung là về độ mới của con này ở bên ngoài thì phải nói là đẹp long lanh nhá. Đấy, quý vị nhìn này. Đẹp long lanh như tranh vẽ. Đẹp long lanh như tranh vẽ. Đấy, còn bên trong thì đây em nói luôn với quý vị nhá. Bên trong này thì có hai cách. Đấy, quý vị về quý vị có thể sử dụng mua một cái miếng dán bàn phím khoảng tầm 15.000, quý vị về quý vị dán thì thôi rồi luôn, lại đẹp long lanh luôn. Nhưng mà em thì em lại không, có thể là em dùng em cũng không không thích dán đó. Thì quý vị có thể mua miếng dán đấy, hoặc em vẫn tặng cho quý vị một miếng dán bàn phím để quý vị về quý vị dán lên nhé. Đấy, rất ok luôn đó. Đấy, gần như khách hàng nào em cũng tặng miếng dán bàn phím này về, quý khách thích thì dán, còn không thích thì bỏ đi đấy, nó đơn giản thôi mà. Vâng, miếng dán bàn phím quốc tế này em bên em tặng nhé, tặng khuyến mãi đi kèm luôn. Đấy, nói chung là có những nhiều khi nó hết, bên em nhập hàng trăm cái đấy về. Đấy, nhiều lúc mà nó hết thì bên em không tặng được thôi, chứ còn có là bên em tặng, có bên em tặng. Đấy, vâng đấy, thì quý vị nào lấy máy này thì alo cho em nhé, em xin được báo giá nhé. Con này là 5.450.000, 5.450.000 nhé quý vị nhé. Đấy, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé, số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tất cả các sản phẩm này là nhà em đều bao test cho quý vị 7 ngày, cho quý vị an tâm nhé, 7 ngày từ khi nhận hàng nhé. Đấy quý vị nhé, chứ không phải 7 ngày từ khi mua hàng đâu, 7 ngày từ khi quý vị nhận hàng. Đấy, sau khi nhận hàng xong nhé. Đấy, đấy quý vị nhớ quay video các thứ cho em là trước khi nhận hàng nhé. Đó, và khi nhận hàng xong thì em bao test 7 ngày cho quý vị an tâm luôn, và tặng kèm cho quý vị là cái sạc zin của ThinkPack nha quý vị nhé. Đó, vâng đấy. Em xin cảm ơn và được xin được kết thúc video tại đây. Dạ vâng, em xin gặp lại quý vị vào các video tiếp theo của em. Và em xin cảm ơn ạ.